Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt trước đường Gạch Ông Bổn, phường 5 nha. Phía trước mình là cầu số 3, hay là còn cầu Ông Bổn. Thì trong video này mình xin quay theo yêu cầu của một người chị. Chị nói là đường Gạch Ông Bổn hiện tại đã có nhiều thay đổi, nên hôm nay mình thực hiện theo yêu cầu của chị để đi khám phá xem đường Gạch Ông Bổn có thay đổi như thế nào. Thì mời các bạn cùng theo chân mình đi khám phá. Sao mình thấy vẫn như xưa các bạn, vẫn giống như cái đợt vừa rồi mình đi, không có năng đường. Con đường này lúc trước thì ngập rất là sâu các bạn. Đến giờ thì mình vẫn thấy chưa có năng đường. Đâu có thay đổi gì đâu các bạn. Hay là chỉ nói cái đường phía bên kia ha, hay là đường Gạch Ông Bổn phía bên sông các bạn. Cái đường bên đây thì mình thấy không có thay đổi gì. Như lúc trước thì con đường này sẽ đi thẳng xuống, kết thúc và giao nhau với đường Lò Ghèn các bạn ha. Đó, mình đã tới miếu Đại Bác này. Miếu Đại Bác các bạn. Rồi, bây giờ mình xin đi qua phía bên đường Gạch Ông Bổn phía bên sông nè các bạn để cập nhật nha. Thì chắc là phía bên đường bên đó sẽ có sự thay đổi. Còn bên đây thì mình thấy không có sự gì thay đổi hết. Đây các bạn, mình đã quay trở lại để đi qua cầu và sau đó quẹo tay trái để đi vào đường Gạch Ông Bổn nha các bạn. Gạch Ông Bổn phía bên sông. Đây. Ui, mình thấy cũng vẫn vậy các bạn, đâu có thay đổi gì đâu. Sao chị nói có sự thay đổi gì?
Đây, đây là đã tới miếu rồi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bạc Liêu kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình cùng với chính quyền địa phương và các ban. Đây các bạn, mình thấy chỉ có con đường này là được nâng đường lên thôi, là có sự thay đổi thôi. Còn con đường gạch ông bổn thì vẫn như xưa, đâu có gì thay đổi đâu. Đó. Chỉ con đường hẻm 3 này là có sự thay đổi, là hẻm 3. Hẻm 3 là gì? Lúc trước là thấp lắm, bây giờ mình thấy nâng đường lên rồi nè. Rồi, video của mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc chị yêu cầu mình xem được video này và biết được tình hình của đường gạch ông bổn vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Vẫn nếu mà không nâng đường thì cái mùa nước lên vẫn ngập như thường các bạn ha. Thì mình biết được là đường gạch ông bổn ngập rất là sâu luôn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.